Xin chào các bạn đang theo dõi Showbiz 8 tuần 2 tháng 7. Tuần vừa qua chúng ta có rất nhiều scandal ồn ào liên quan đến các sao kỳ cựu trong làng giải trí Việt Nam và thế giới. Và đầu tiên, những thông tin đó sẽ được hiển thị ngay trên bản tin tức ngay sau đây. Đan Trường bị fan nữ hăm dọa tống tiền. Sony chính thức rút khỏi nhóm 365. Aram nhóm Tiara thông báo chính thức tắt nhóm. Triệu Vi giận dữ khi bị đặt nickname nhạo báng vì béo. Hot girl Mỹ 18 tuổi diện trang phục lưới khoe vòng một khủng. Hollywood chấn động vì nam tài tử Kylie đột tử. Justin Bieber tè bậy và văn tục nơi công cộng. Chiều ngày 11 tháng 7, đúng 2 ngày sau đám cưới tổ chức ở Việt Nam, Đan Trường bất ngờ có cuộc gặp mặt báo chí về việc mình đang bị tống tiền và quan trọng hơn là âm mưu nhằm khủng bố tinh thần, làm ảnh hưởng đến công việc và hạnh phúc của vợ chồng anh. Chia sẻ ngay từ đầu buổi gặp mặt, Đan Trường cho biết, người tống tiền hăm dọa tôi chính là một fan của tôi, đã hâm mộ tôi từ lúc còn nhỏ và cũng là một người tôi từng rất quý mến. Tôi đã từng bỏ một khoảng thời gian ngắn ra để tìm hiểu người ấy và đến nhà cô ấy chơi. Theo ông bầu Hoàng Tuấn cho biết, thì cô gái này đã từng giúp đỡ tài chính cá nhân Đan Trường và hỗ trợ quay MV vào khoảng gần 20.000 đô, tương đương 425 triệu đồng. Ban đầu cô ấy nói chỉ muốn kiếm ai đó mượn 25.000 đô, sau đó có một người tự xưng là chồng của cô ấy vào can thiệp và yêu cầu tôi phải gửi 30.000 đô trong vòng một tuần. Tuy nhiên, bất ngờ trên Facebook cá nhân của cô gái này đã tung ra những chứng cớ về nội tình sự việc cách đây ít phút. Rất nhiều những tin nhắn cuộc nói chuyện giữa Đan Trường và chồng của cô gái có tên là D khá căng thẳng được chia sẻ. Fan nữ này khẳng định mình đã cho Đan Trường vay rất nhiều tiền, không chỉ riêng 20.000 đô như phía nam ca sĩ chia sẻ. Đồng thời, cô còn tiết lộ thông tin Đan Trường từng hứa sẽ cưới cô trước khi đến với nữ doanh nhân Thủy Tiên. Bên cạnh đó, đây còn tung ra giấy chuyển tiền qua ngân hàng cho Đan Trường. Đây cũng khẳng định rằng Đan Trường là người bắt cá hai tay, khi vừa chính thức hẹn hò với Thủy Tiên thì vẫn nhắn tin qua lại với cô. Tối ngày 12 tháng 7, Đan Trường đã viết một tâm thư giải thích cặn kẽ rằng anh đã thanh toán hết tất cả số nợ với cô gái tên D. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn tiếp tục liên lạc để tống tiền anh. Đồng thời, trong bức tâm thư, anh Bo cũng kể lại câu chuyện hai người yêu nhau và lý do chia tay rất cụ thể. Song song đó, ông bầu Hoàng Tuấn cũng đáp trả cô gái D bằng cách đăng những hình ảnh, thông tin chứng minh anh Bo là trong sạch. Trước những thông tin bất lợi dành cho Đan Trường được tung ra, khiến một số fan tỏ ra hoang mang không biết đâu là sự thật, ai đúng ai sai trong chuyện này. Tuy nhiên, rất đông người hâm mộ vẫn đứng về phía Đan Trường và ủng hộ nam ca sĩ hết mình. Hy vọng anh vẫn giữ được bình tĩnh, giải quyết được mọi chuyện rõ ràng để không ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Sony chính thức rút khỏi nhóm 365. Chiều ngày 11 tháng 7, Ngô Thanh Vân tổ chức buổi họp báo chia sẻ thông tin thành viên Sony của nhóm 365 mà cô quản lý chính thức rời nhóm. Ngô Thanh Vân cho biết, Sony đã đình công vài tháng nay, anh không đi tập, không đi diễn và có mong muốn tách khỏi nhóm. Dù hợp đồng của công ty với các thành viên 365 kéo dài tới 10 năm, tính từ năm 2010. Vài ngày trước, một nickname được cho là của Sony đã đăng tải trên trang Facebook một số điều bất lợi cho VAA, buộc Ngô Thanh Vân phải lên tiếng để nói rõ. Trang Facebook mang tên Sony đã đăng công khai bản hợp đồng giữa Sony và VAA. Ngoài ra, các fan của Sony còn bình luận việc anh ra đi là vì mức lương VAA trả hàng tháng quá thấp. Buổi họp báo vào chiều ngày 11 tháng 7, công ty VAA cũng đã mời cả Sony cùng luật sư đến dự để rộng đường dư luận, nhưng họ không có mặt. Ngô Thanh Vân chốt lại, cô chỉ muốn hai bên ngồi lại thương thảo càng nhanh càng tốt để thanh lý hợp đồng. Ngoài ra, cô không có ý định làm to chuyện thêm. Vì vậy, Ngô Thanh Vân chỉ cần phía Sony có động thái tích cực để chuyện này sớm được giải quyết. Tuy nhiên, giữa công ty VAA của Ngô Thanh Vân và thành viên này chưa đạt được thỏa thuận về việc thanh lý hợp đồng. Vì thế cho nên, trên danh nghĩa, Sony vẫn chịu sự quản lý của công ty và không được phép ký kết hợp đồng với bất cứ bên thứ ba nào. Đối tác nào ký hợp đồng với Sony trong thời điểm này mà không thông qua VAA đều vi phạm pháp luật. Sự việc lần này có lẽ được xếp là một trong những sự cố tan vỡ nhóm nhạc đình đám nhất trong showbiz Việt. Chúng ta hãy cùng đón chờ những thông tin tiếp theo nhé. Sự việc tan rã nhóm nhạc không chỉ xảy ra ở Việt Nam, mà là còn vụ thay đổi nhân sự của nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc Tiara. Tối ngày 10 tháng 7, CCM đã đăng lên một đoạn clip của thành viên Aram nhóm Tiara với lời thông báo sẽ tách khỏi nhóm để phát triển sự nghiệp riêng. Thông tin này ngay lập tức tạo ra một cơn chấn động không hề nhỏ trong cộng đồng fan Tiara nói riêng và fan K-pop nói chung. Sau khi gia nhập Tiara vào tháng 7 năm ngoái với tư cách thành viên thứ 8, Aram được mọi người biết đến lần đầu tiên qua ca khúc Day by Day và hiện vừa kết thúc quảng bá cho John Won Diary cùng Tiara Info. Tuy nhiên, chỉ sau một năm hoạt động, chặng đường của Aram với Tiara đành phải dừng lại tại đây. CCM cho biết, Aram rời nhóm là vì muốn tập trung hơn vào hip hop, dòng nhạc cô luôn yêu thích, cũng như theo đuổi các lĩnh vực khác, ví dụ như diễn xuất. Tiara hiện tại sẽ hoạt động với 6 thành viên: Quiri, Oran, Soyeon, Eunjung, Hyomin và Jiyeon.
CCM cũng đang cân nhắc việc bổ sung Danny, thực tập sinh của công ty này vào Tierra M4 cho những hoạt động sắp tới của nhóm tại Mỹ. Tuy nhiên về việc cô bé có tham gia Tierra hay không thì vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời đáp. Các fan hãy chờ đợi những thông tin tiếp theo từ CCM trong thời gian tới. Triệu Vy đã có mặt trong sự kiện quảng bá phim Thời Thanh Xuân tại Đài Bắc. Én nhỏ chọn bộ trang phục khá rộng và buông tóc xõa che vùng mặt phì nhiêu. Cô tỏ ra khá buồn và giận dữ khi không ít phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề cân nặng của cô. Triệu Vy liên tiếp được các phóng viên hỏi thăm với ý chê bai như: dạo này mặt bạn sưng lên hẳn phải không? Bạn đang có bầu như tin đồn chứ? Bạn có biết rất nhiều người đã gọi bạn là Triệu Phì Yến với ý chê bai bạn là cô én bé ú họ Triệu không? Không giấu được sự giận dữ của mình, Triệu Vy đáp: trước đây tôi là Tiểu Yến Tử, nhưng 15 năm rồi và tôi đã để mất thời thanh xuân của mình rồi, làm sao lấy lại được nữa? Đó là điều rất bình thường. Tôi cũng muốn giảm cân một chút nhưng chưa được. Ai chẳng muốn mãi như ngày đầu, nhưng đó là điều không thể. Tôi rất giận khi mọi người lấy vấn đề cân nặng của tôi làm chủ đề bàn tán. Có lẽ án nhỏ của chúng ta nên có một chế độ giảm cân thích hợp thì mới mau thoát khỏi những nickname này. Tối ngày 6 tháng 7 vừa rồi, Connie Stodden đã có mặt tại một câu lạc bộ đêm ở Hollywood cùng chồng là nam diễn viên George Hutchison. Sau truyền hình thực tế mặc bộ trang phục lưới khoe nội y rõ rệt và số đo vòng một ngoài cỡ của mình, Connie Stodden vừa trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực cách đây ít ngày và cô đã nhanh chóng khoe thành quả của mình trước ống kính. Connie Stodden là một nhân vật khá nổi tiếng tại Hollywood hiện tại nhờ những phát ngôn gây sốc, cuộc hôn nhân với người đàn ông đáng tuổi bố mình và những bộ cánh khiêu khích gợi cảm. Connie Stodden kết hôn với nam diễn viên 52 tuổi Todd Hutchison khi mới 16 tuổi và nhanh chóng tìm cách bước chân vào làng giải trí. Theo tin mới nhất từ CNN, ngày hôm qua theo giờ địa phương, ngôi sao của Glee Corey Monteith đã tìm thấy trong tình trạng tắc thở ở một khách sạn tại Canada. Anh qua đời khi mới 31 tuổi. Thông tin về cái chết của Corey đang tràn ngập khắp các trang báo hàng đầu Hollywood. Theo tin từ Hollywood, thi thể của Corey được tìm thấy vào đầu giờ chiều ở tầng 21 của khách sạn này. Vụ việc được phát hiện khi nhân viên khách sạn không thấy Corey xuống làm thủ tục check out nên đã lên phòng kiểm tra và phát hiện anh đã tắc thở. Corey Monteith sinh năm 1982 là diễn viên nổi lên nhờ vai Finn Hewson trong series truyền hình Glee. Anh từng ẩm giải Teen Choice Awards dành cho nam diễn viên hài trong phim truyền hình vào năm 2011. Mới đây, trang TMZ vừa đăng tải một đoạn clip ngắn được quay ở thành phố New York hồi đầu năm nay. Trong đoạn clip, Justin Bieber và một số người bạn đang rời khỏi nhà bếp của một nhà hàng. Ngay lúc đang đi, thay vì vào nhà vệ sinh, nam ca sĩ đã tự nhiên tè bậy ngay vào một xô nước màu vàng dùng để lau nhà đặt ở đây. Không những vậy, người bạn của Justin còn khiến nhiều người bức xúc khi họ reo những lời lẽ cho rằng nhà hàng này nên thấy vinh dự vì được Justin đi tè ở đây. Trang TMZ cho rằng, có vẻ như Justin và nhóm bạn đã uống quá chén nên không kiểm soát được hành vi của mình. Ở đoạn cuối clip, Justin còn khiến nhiều người phẫn nộ hơn khi dùng một bình nước xịt vào ảnh cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và dùng một từ ngữ thô tục trong tiếng Anh để xúc phạm ông. Vết nhơ của Justin cứ ngày một chất đầy lên, nếu không chịu sửa đổi thì cậu bé Canada dễ thương hát hay ngày nào sẽ chỉ còn là những ký ức đẹp trong lòng người hâm mộ. Và đó cũng chính là thông tin cuối cùng trong số Showbiz 8 kỳ này. Chúng ta sẽ cùng đón chờ Showbiz 8 kỳ sau với những thông tin hot nhất mà bạn không thể không xem. Xin chào và hẹn gặp lại!